chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Việt Khôi và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách để làm được Rubik 3x3 tầng 3 và cũng là tầng cuối cùng. Chúng ta cùng đi vào. Khi mà chúng ta giải xong tầng 2 rồi ấy thì nó sẽ có được một dấu L hướng về bên tay trái của mình. Thì cái chữ L này ấy, là ở chỗ này nó không nhất thiết phải là màu vàng mà là màu gì cũng được. Thì các bạn sẽ làm theo mình như thế này. Chúng ta sẽ đó, và chúng ta sẽ ra được một dấu gạch ngang. Tiếp theo, chúng ta cũng sẽ làm tương tự như cái cách vừa nãy để ra được một cái dấu cộng hoàn chỉnh. Đoạn này thì mình sẽ làm tiếp để cho nó khi nào mà nó có một dấu chấm ở đây. Nếu như mà vô tình ấy thì mình đã ra được một mặt thế này, và nó sẽ có trường hợp là một lần nó sẽ ra trường hợp như thế này. Thì nó đã có được một mặt ở đây rồi thì mình sẽ để nó bên này, phía bên này ở này. Sau đấy mình sẽ thực hiện theo công thức là mình đưa nó lên, đưa nó sang, rồi mình lại đưa bên này xuống, mình đưa bên này sang bên tay phải của mình, mình đưa ở cả hai bên lên, mình đưa bên này sang, mình đưa bên này xuống, mình cho bên này sang, mình cho bên này xuống, xong để cho nó ra được cái này, xong đấy mình cho bên này lên xuống đây, xong đấy mình R2 lên một phát, cho cái này sang bên tay phải của mình, cho nó xuống, và chúng ta sẽ ra được cái trường hợp là mặt cam ở đằng sau. Và chúng ta sẽ có những cái dấu này, và chúng ta chỉ cần giải những viên cạnh thôi. Thì cái này ấy là nhất định cái mặt màu cam này mình để ở phía sau. Rồi xong đấy các bạn sẽ làm theo công cách là các bạn đưa viên này lên hai lần nhá. Xong đấy mình sang và lên và sang. Và đoạn này chỗ này không phải lên nữa mà là xuống. Xong đấy mình lại sang bên tay phải, rồi lại xuống và sang bên tay phải, rồi lại xuống sang bên tay phải. Thì nếu như mà các bạn chưa ra thì các bạn cũng sẽ làm theo nhiều lần là các bạn sẽ ra được full 6 mặt. Bye bye.